chào buổi sáng tất cả các em. Chào mừng các em đến với ngày đầu tiên của chiến dịch gieo văn đến từ team học văn chị Hiên trung học cơ sở nhé. Có bạn nào đã đăng ký với chị ngày hôm qua mà ngày hôm nay hứa hẹn sẽ dậy sớm cùng với chị nào? Cánh tay của các em đâu nhở? Cho chị biết cánh tay của các bạn nào. Ok không? Đây rồi, những cái tên quen thuộc. Chị chào Hồng Tươi, xin chào Yến Nhi, xin chào các em. Xin chào Uyên Nhi. Rất đúng giờ, chính xác đúng không? Rồi, ok. Bổn Tâm nữa này. Xin chào các em, xin chào Yến Nhi. Ok. Ôi, rất nhanh, rất nhiều bạn đã dậy rồi đúng không? Xin chào Thanh Minh, xin chào các bạn. Rồi, ok. Xin chào Quỳnh Thu. Xin chào Thương, xin chào các em. Cả Lập Chi Băng nữa này. Ôi, các bạn nhỏ của chị dậy sớm quá. Vừa mới tuần trước thôi, chúng ta phát trực tiếp sớm hơn như thế này 15 phút. Nhưng mà không được sự hưởng ứng đông và nhiều và háo hức như thế này. Chị mong rằng là suốt 7 ngày của chiến dịch gieo văn, các em sẽ liên tục tham gia đầy đủ để có được cho mình một cái cuốn sổ nhá, được không? Các bạn sẽ giúp chị chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ nhắn, xinh xắn. Chúng ta sẽ học cùng với nhau trong 7 ngày này. Và trong 7 ngày đó, sau khi học xong, các em sẽ có được một cái cuốn gọi là kiến thức liên hệ mở rộng cực là xịn sò, được không? Ok không? Rồi, xin chào các bạn, xin chào Khánh Chi. Rồi, đợi chỉ một chút xíu và cũng đợi các bạn gọi là tỉnh táo hơn một chút thì chị sẽ viết cái tiêu đề nhá. Chị sẽ viết tiêu đề cho chiến dịch của chúng mình. Hôm nay chị lại không còn bút mà màu nó xinh xắn nữa rồi. Nó hơi mờ một chút xíu. Được không? Nó hơi mờ một chút xíu nhưng không sao, chị sẽ viết đè lên để cho các bạn nhìn thấy nhá. Ok. Đợi các bạn và đợi chị một chút xíu, chị sẽ có tiêu đề cho chúng mình. Ok đúng không? Rồi. Xin chào các bạn. Chào mừng các em đến với chiến dịch gieo văn của tiết học văn chị Hiên nhá. Rồi bây giờ hãy dở vở ra cho chị, dở cái cuốn sổ đó ra cho chị. Đầu tiên trước khi chúng ta đi học thuộc, chị sẽ thông qua về cái hình thức học của chúng mình trong chiến dịch này nhá. Thứ nhất là chị sẽ đi cùng với các bạn trong buổi học đầu tiên này. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem vai trò của việc liên hệ mở rộng trong bài nghị luận văn học là như thế nào, cách để chúng ta sử dụng, có những cái cấu trúc để chúng ta có thể áp dụng vào bài viết của mình mỗi khi chúng mình muốn sử dụng nhận định và khi sử dụng những cái đoạn thơ để liên hệ mở rộng. Ok không? Nhá. Sau đó thì chị sẽ đi cùng với các bạn học về những cái kiến thức liên hệ mở rộng của một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình ngữ văn lớp 9 kỳ 1. Nếu như tuần trước chúng ta cũng đã học được kha khá những cái dẫn chứng liên quan đến bài thơ Đồng Chí rồi, đúng không? Vậy thì trong chiến dịch này chúng ta sẽ lại bắt đầu từ bài thơ về tiểu đội xe không kính, rồi Đoàn Thiền đánh cá, rồi Bếp lửa, rồi Khúc hát du Những em bé lớn trên lưng mẹ. Ok không? Và bên cạnh đó nữa, chị cũng sẽ cùng với các bạn chúng mình đi tìm hiểu về những cái nhận định, những cái câu ca dao, tục ngữ hoặc là những cái câu triết lý hay liên quan đến nghị luận xã hội nữa. Ok không nào? Nhá. Linh Phương ơi, đối với các bạn lớp 8 thì các em có thể là đợi đến ngày mai hoặc là một số ngày cuối của chiến dịch, chị sẽ tập trung chia sẻ về cái cách chúng ta sử dụng nhận định và sử dụng những cái lời trích dẫn ở trong nghị luận xã hội, được không? Ở trong bài nghị luận xã hội thì cái đó em có thể áp dụng được cho chương trình lớp 8 nhá. Ok không nào? Rồi,
Đó, tuy nhiên thì trong những buổi đầu như thế này, em cũng có thể đồng hành với chị để nắm được cái gì nhỉ? Để nắm được những cái kiến thức lý thuyết khá là khái quát mỗi khi chúng ta sử dụng nhận định hoặc là đoạn thơ liên hệ mở rộng. Các em nhá. Rồi, ok. Đó, thì trong chiến dịch gieo văn này, các em vẫn sẽ nhận những cái thử thách, những cái thử thách nho nhỏ thôi, nhưng mà chị mong rằng là các bạn sẽ tham gia nghiêm túc để sau chiến dịch chúng ta có một cái thành quả nhất định, chứ không thể là chúng ta học xong rồi không nhìn thấy thành quả gì, được không? Ok. Đó. Rồi. Nhưng mà chị cũng muốn nhấn mạnh với các bạn, đó chính là trước khi chúng ta muốn liên hệ mở rộng, chúng ta cần phải nắm được cái gì nhỉ? Chúng ta cần phải nắm được kiến thức nền cơ bản của tác phẩm đó trước, chứ không thể là chúng ta chỉ chăm chăm vào việc liên hệ mở rộng, rồi kiến thức nền thì lại nắm rất là sơ sài, cái điều đó thì rất là đáng quan ngại, được không nào? Ok chưa? Nhá. Cho nên là trước khi học cùng với chị trong những buổi như thế này, các em hãy cố gắng nắm thật chắc kiến thức nền của các tác phẩm. Ví dụ như trong bài thơ về tiểu đội xe không kính ấy, thì các bạn cần phải nắm được là bài thơ có hai hình ảnh chính, đó là hình ảnh những chiếc xe không kính và hình ảnh những người lính lái xe. Đúng không? Rồi hình ảnh những chiếc xe không kính thì được miêu tả thông qua những câu thơ nào? Rồi hình ảnh người lính lái xe thì có những vẻ đẹp ra sao? Và mỗi vẻ đẹp đó thì tương ứng với những đoạn thơ hay câu thơ hình ảnh nào? Ok không nào? Và một điểm đặc biệt nữa trong cái chiến dịch này đó chính là chúng mình sẽ cùng nhau học thuộc luôn ở trong mỗi buổi học. Một cái điều rất là đáng tiếc với các bạn đó chính là khi mà các em muốn liên hệ mở rộng nhưng mà trong tay lại không có nguyên liệu. Kiểu như là muốn đi chơi xa nhưng mà trong tay lại không có đủ tiền rồi không có đủ hành lý kiểu như vậy ấy. Đó, thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ tận dụng luôn 30 phút của mỗi buổi học. Chúng ta sẽ cùng nhắc đi nhắc lại những cái dẫn chứng đấy để các bạn cùng với chị học thuộc luôn nhá. Bạn nào đã học cùng với chị qua 2 buổi trước rồi, đó là buổi thứ năm và buổi chủ nhật vừa rồi, thì chị sẽ nhắc đi nhắc lại những cái câu nhận định đó ở trong mỗi buổi học và các bạn sẽ cùng với chị học thuộc luôn. Đúng không? Học thuộc luôn để chúng mình không bỏ phí ra 30 phút buổi sáng, một cái khoảng thời gian để học thuộc rất là bổ ích và rất là có lợi cho chúng mình. Đúng không? Ok không? Rồi nhá. Vậy là chiến dịch gieo văn này, trước khi mà chúng mình đi vào những cái dẫn chứng cụ thể, hãy cùng với chị nắm được cái phần liên hệ mở rộng nhá. Phần liên hệ mở rộng. Được không? Mỗi phần liên hệ mở rộng này nó luôn gồm 2 phần. Đó là phần dẫn dắt và trích dẫn. Được không? Còn vị trí sử dụng của nó thì sao? Em có thể sử dụng nó ở mở bài, đúng không? Em có thể sử dụng nó trong quá trình phân tích. Khi phân tích tương ứng với từng ý nhỏ một. Đúng không nào? Rồi em cũng có thể sử dụng ở trong phần kết bài nữa. Nói chung là những cái kiến thức liên hệ mở rộng này em có thể sử dụng ở bất cứ vị trí nào ở trong bài viết, chỉ cần có sự dẫn dắt phù hợp. Cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta liên hệ mở rộng, chúng ta sẽ không chỉ trích dẫn ra, chúng ta sẽ không trích dẫn đơn thuần mà phải có những cái câu viết dẫn dắt để cho thấy được là em hiểu được cái nội dung trích dẫn đó. Em hiểu được nội dung của câu thơ này, rồi từ đó làm nổi bật cái đối tượng chính của chúng ta. Quan trọng nhá, cái phần liên hệ mở rộng này, vai trò của nó là gì? Vai trò và tác dụng của nó là gì? Tại sao chúng ta lại phải thêm vào bài viết? Là bởi vì nó có góp phần làm nổi bật vấn đề chính. Ok không? Nhá, nó sẽ góp phần làm nổi bật vấn đề chính, cho nên là dù có đi đâu, dù có viết gì, dù có làm gì, dù có liên hệ mở rộng đâu đi chăng nữa ấy, thì cái quan trọng các em vẫn phải làm nổi bật cái vấn đề chính cho chị nhá. Được không nào? Ok chưa? Rồi, đó, đó là một số những cái khái quát để các bạn hiểu được. Đi vào từng bài cụ thể, chị sẽ hướng dẫn các bạn là dẫn dắt ra sao, rồi trích dẫn như thế nào, để cho nó thật là tự nhiên, nó không bị kiểu khô cứng. Thường ấy thì các em đang phân tích xong rồi các em sẽ nói là hình ảnh này cũng xuất hiện trong bài thơ của ai đó, đúng không? Xong rồi trích những cái câu thơ đấy ra. Thì cái phần liên hệ mở rộng như vậy nó rất là nhàm chán, và người ta hình dung là bỏ đi cũng được, đâu có sao đâu, đâu phải liên hệ mở rộng một phần này làm gì, đâu có trích ra như thế không, đúng không nào? Nhá, thì đừng để phí những cái dẫn chứng mình có trong tay. Hãy cố gắng khai thác triệt để nó và tạo
cho bài viết của mình những cái điểm nhấn, những cái sự ấn tượng, được không? Ok chưa? Nhá. Được không nào? Ok không? Các bạn đồng ý với chị không? Đó. Rồi. Ok nhá. Các bạn hình dung được cái phần này không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên, về một văn bản đầu tiên mà chúng mình gọi là sử dụng để bắt đầu chiến dịch này nhá. Chúng ta có bài thơ về tiểu đội xe không kính. Ok chưa? Bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật. Các em thuộc bài thơ này chưa? Thuộc thơ là yêu cầu tiên quyết thì chúng ta mới có thể phân tích được, đúng không nào? Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa, như ùa vào buồng lái, đúng không nào? Đúng không? Nào, tiếp tục cùng với chị nào. Các bạn ơi, tiếp tục cùng với chị. Nào, những câu thơ tiếp theo là gì nhở? Những câu thơ tiếp theo là gì nào các em? Những câu thơ tiếp theo. Chị vừa đọc được hai đoạn thơ đầu rồi. Những đoạn thơ tiếp theo để dành các em đây này. Được không nào? Nào, những câu thơ tiếp theo. Tự kiểm tra kiến thức của mình nào. Ok không? Tự kiểm tra kiến thức của mình. Những câu nói tiếp theo cho chị biết nào. Ok không? Mỗi khi mà chúng mình đọc thơ ấy thì các em hãy cố gắng đọc chậm lại một chút xíu để hình dung ra luôn là trong câu thơ mình vừa mới đọc có hình ảnh nào đáng chú ý, có hình ảnh nào hay mà mình có thể khai thác và phân tích được, đúng không? Đúng rồi, bây giờ sẽ bắt đầu đến với cả hai cái đoạn thơ mà như thế nào nhỉ? Hai cái đoạn thơ mà viết về những cái khó khăn nhưng mà bên cạnh đó là cái tinh thần coi thường gian khổ của những người lính, đúng không? Và chúng ta đặc biệt ấn tượng với cấu trúc đó là không có kính, thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm, cười ha ha. Rồi gì nữa nhở? Không có kính, thì ướt áo, mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay, lái trăm cây số nữa, mưa ngừng, gió lùa, khô mau thôi. Những chiếc xe từ trong bom rơi, đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi, bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa, nghĩa là gia đình đấy, võng mắc trông chênh đường xe chạy, lại đi. Lại đi trời xanh thêm. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Ok chưa? Rồi, đúng, chính xác. Đó. Rồi, kiểm tra bài của các bạn một chút xíu. Coi như là chúng mình vừa đọc thơ, vừa hình dung lại cái cấu trúc phân tích nhá. Bài thơ gồm có hai hình ảnh chính, đó là hình ảnh những chiếc xe không kính thể hiện ở hai câu thơ đầu, hai câu thơ đầu tiên của bài và hai câu thơ đầu trong khổ thơ cuối của bài, đúng không? Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Gì nữa ạ? Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước. Còn lại, những câu thơ còn lại thì sẽ tập trung khắc họa hình ảnh những người lính lái xe với bốn cái vẻ đẹp phẩm chất, đúng không ạ? Đầu tiên là cái tư thế hiên ngang dũng cảm. Thứ hai là tinh thần vượt qua mọi gian khổ, coi thường gian khổ. Thứ ba là cái sự sôi nổi của tuổi trẻ và tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Rồi cuối cùng chính là ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt, đúng không? Ok không? Vậy nhá, vậy là chúng ta có những nội dung như thế. Bây giờ chị sẽ cùng với các bạn học thuộc một nhận định và học thuộc một dẫn chứng liên hệ mở rộng liên quan đến bài thơ này. Rồi thuộc xong rồi chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để áp dụng nhá. Được không? Ok chưa? Chúng ta sẽ có một nhỏ, đó là nhận định. Các em
có biết nhận định nào về tác phẩm này không? Hoặc là liên quan đến tác giả Phạm Tiến Duật đi. Hoặc là liên quan đến tác giả Phạm Tiến Duật nào. Các em có biết nhận định nào không? Các em có biết đến nhận định nào liên quan đến tác giả Phạm Tiến Duật không? Ok chưa? Rồi. Có nhận định nào hay ho thì các em cũng có thể chia sẻ trong chiến dịch này nhá. Được không? Những gì mà chị chia sẻ với các bạn chỉ là một phần nhỏ chút xíu thôi mà tự bản thân chị tìm hiểu được. Còn các bạn, chị tin rằng là các em cũng có kho, một cái kho dẫn chứng cho riêng mình nữa. Hãy cố gắng tận dụng nó nhá. Rồi bây giờ hãy cùng với chị học thuộc. À, nhận định của Vũ Quần Phương à? Có phải nhá? Có phải là nhận định đó chính là gì nhỉ? Chỗ đặc sắc của thơ Phạm Tiến Duật là lấy cuộc sống để nói tình cảm. Cái sâu sắc tình cảm trong thơ anh phải tìm trong cuộc sống, không tìm trong chữ nghĩa. Ừ, chị cũng có một cái nhận định của tác giả Vũ Quần Phương như vậy. Tuy nhiên, hôm nay các bạn hãy cùng với chị học thuộc một cái nhận định như sau nhá. Một cái nhận định mà nó liên quan đến cả cái nội dung sáng tác, cái đề tài sáng tác chủ yếu và cái đặc sắc ở trong thơ Phạm Tiến Duật nữa. Được không? Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có nhận định như sau. Các bạn cùng ghi lại và cùng học thuộc với chị nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Nhưng bằng một khí phách ngang tàng. Được không? Nhưng bằng một khí phách ngang tàng. Và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Đúng không? Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Ok chưa nào? Và đây là nhận định của nhà thơ Nguyễn Văn Thọ. À, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, chị xin lỗi. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ hãy cùng chị học thuộc nhận định này nhá. À, Quỳnh Anh Bi ở đây có chia sẻ. À, kiêu bạc ở đây em cứ hiểu là nó vừa có cái chất bụi bặm, vừa có cái chất phiêu lưu, được không? Vừa có cái chất bụi bặm, vừa có cái chất phiêu lưu, nhưng mà vẫn rất là dũng cảm và can trường. Đó, em có thể hiểu đơn giản là như vậy. Đúng rồi đấy, chính xác. Khi mà chúng mình học nhận định thì các em phải hiểu được tất cả những cái từ ở trong này thì chúng mình mới nhớ được, đúng không? Rồi, bây giờ sẽ cùng với chị học thuộc cái nhận định này nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Hơi thở của cả một thời đại. Những cái từ khóa mà bắt buộc chúng ta phải nhớ. Được không? Để khi mà các bạn, khi không thuộc được chính xác toàn bộ cái nhận định này, các em không thể để được ở trong ngoặc kép, thì các em cũng có thể nói là nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã từng nhận xét về thơ Phạm Tiến Duật đại ý rằng. Được không? Đại ý rằng. Thì các em chỉ cần nêu được những cái từ khóa ở trong câu nhận định này thôi cũng được. Nhưng mà hãy cố gắng là thuộc được toàn bộ và nguyên văn của nhận định nhá. Rồi, thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Có hai câu thôi, được không nào? Học thuộc câu đầu tiên nhá. Thơ ông
mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Ok chưa? Đọc lại nhá, đọc lại cùng với chị luôn này. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Được chưa nào? Vế đầu tiên nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại nghĩa là sao? Chị giải thích luôn cho các bạn này. Mang hơi thở của cả một thời đại tức nghĩa là thơ Phạm Tiến Duật luôn bám sát với cả hiện thực chiến trường. Các em có thấy là bài thơ về tiểu đội xe không kính hay là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật là những bài thơ mà được viết mà cảm giác nó vẫn còn nóng hổi, cái tiếng bom rơi đạn lạc ở chiến trường vậy. Đúng không? Cho nên là mang cái hơi thở của cả một thời đại tức nghĩa là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hiện hữu và rất sinh động ở trong thơ của Phạm Tiến Duật. Cái thời đại này là thời đại kháng chiến chống Mỹ, được không? Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, được chưa? Thuộc cái phần đấy chưa? Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, hiểu rồi nhá. Nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc. Khí phách ngang tàng và kiêu bạc như vừa rồi chị giải thích cho một bạn chưa hiểu từ kiêu bạc đấy. Có nghĩa là thơ ông có cái sự ngang tàng. Thì cái ngang tàng này nó chỉ đến từ một cái hồn thơ trẻ trung, đúng không? Một cái hồn thơ trẻ trung mà có chút tếu táo, rất lạc quan, nhưng mà cũng đầy quyết tâm, được không nào? Thì cái khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ là như vậy. Và chúng ta cũng có thể thấy rất rõ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, đúng không? Cái chất ngang tàng này và kiêu bạc này nó thể hiện thông qua không có kính ư thi có bụi, rồi không có kính ư thi ướt áo, rất ngang tàng, coi thường mọi gian khổ, đúng không? Đó. Nào, câu đầu tiên của chúng mình nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Ok chưa? Thuộc chưa? Các bạn thuộc luôn nhá. Các bạn thuộc luôn cùng với chị. À, ở đây các bạn rất tích cực chia sẻ những cái nhận định mà mình có này, đúng không? Đấy. Cứ chăm xem phát trực tiếp của chị có khéo lại sưu tầm được thêm bao nhiêu là nhận định. Nhưng mà chúng mình sẽ không gọi là không có nhồi nhét quá nhiều, được không? Mỗi buổi chị sẽ cùng với các bạn học tối đa là 3 đến 4 dẫn chứng thôi. Còn không thì bình thường chúng mình sẽ chỉ học 2 dẫn chứng nhưng mà sử dụng nó một cách triệt để nhất. Được chưa nào? Rồi ok nhá. Trở lại với nhận định của chúng mình. Câu đầu tiên chị nhắc lại. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Nào, chị che lại nào. Bây giờ các bạn cùng đọc lại với chị nhá. Bắt đầu. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, đó là vế đầu tiên, nhưng bằng cái gì nhỉ? Nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Tự kiểm tra mình nào. Được không nào? Nếu mà bạn nào tỉnh táo rồi thì cảm thấy cái phần học thuộc này nó quá là đơn giản luôn ấy. Ok không? Rồi nhá. Chúng ta đã thuộc được câu đầu tiên, sang đến câu thứ hai này. Một cái hình ảnh rất là hay. Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Với ý này chúng ta có thể hiểu đó là sức mạnh trong thơ của Phạm Tiến Duật, nó là sức mạnh của tinh thần, nó là sức mạnh của tuổi trẻ, nó là sức mạnh của lòng yêu nước, nó là sức mạnh của cả một thế hệ. Được không? Thế hệ của những người lính trẻ, những người lính mà có thể sẵn sàng gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận, những người lính mà nhìn về cuộc chiến là đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Để thấy được là cái sức mạnh trong thơ của Phạm Tiến Duật, rõ ràng là ông viết về chiến tranh đấy, rõ ràng là ông viết về những cái mất mát hy sinh đấy, nhưng mà cái hơi thở trong thơ ông luôn đem đến cho người ta cái sức mạnh, luôn đem đến cho người ta cái động lực, luôn đem đến cho người ta một cái tinh thần chiến đấu quyết liệt, không bao giờ nản bước, không bao giờ nhụt chí, đúng không? Và đó chính là sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Và cái nhận định này, cái ý này nó cũng đem đến cho chúng ta những cái ý hiểu nhất định liên quan đến nghệ thuật sáng tác trong thơ của Phạm Tiến Duật. Đó là ông vận dụng rất là tốt những cái hình ảnh đậm đặc chất hiện thực nhưng đưa vào trong thơ với một cái nhịp điệu rất là vui tươi, rất là khỏe khoắn, rất là trẻ trung. Cái này chúng ta cũng có thể chú ý bởi vì là một binh đoàn trùng trùng ra trận, chúng ta cũng hình dung được cái nhịp điệu, cái bước đi của binh đoàn đó. Nó hào hùng, nó khí thế, nó nhanh và nó mạnh đến như thế nào thì trong thơ Phạm Tiến Duật cũng có yếu tố đó. Được không? Ok chưa? Nhá.
Đúng rồi, chính xác đấy. Bởi vì là ấy, nếu như mà không hiểu được nhận định thì các bạn rất khó để có thể nhớ được và sau đó là áp dụng được đúng lúc, đúng chỗ. Rồi bây giờ nhắc lại cùng với chị nhá. Thơ ông mang sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Hiểu không nào? Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Nào, bây giờ sẽ cùng nhắc lại toàn bộ nhận định này với chị nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Thơ ông mang sức mạnh, thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Được không nào? Ok không? Nhá. Rồi, đó là nhận định của nhà văn Nguyễn Văn Thọ dành cho tác giả Phạm Tiến Duật của chúng mình. Các bạn đã thuộc được chưa? Nào, điểm danh chị biết nào, các bạn đã thuộc được nhận định này chưa? Các bạn đã thuộc được nhận định này chưa? Ừ. Nào các em thuộc được hết chưa? 66 bạn đang xem. Ok, ồ rất tốt, lập chi bằng rất tốt. Cố gắng nhá, cố gắng lên em nhá. Được không? Cố gắng mình có nhận định nào mình học thuộc luôn. Bởi vì là đi thi thì chúng mình đâu có được mang những cái tài liệu này vào đâu. Đúng không? Đó, cho nên là hãy cố gắng học đến đâu thuộc đến đấy luôn nhá. Rồi, à thuộc rồi. Nhắc đi nhắc lại vào buổi sáng sớm như thế này nó rất là có lợi cho cái bộ não của chúng mình ghi nhớ đấy. Ok không? Rồi, chính xác. Ừ, thuộc rồi. Tốt quá. Mừng lắm luôn ấy. Rồi nhá. Ok, nào. Trước khi đi vào cái nội dung cụ thể để xem chúng ta áp dụng được cái nhận định này trong phần nào, nhắc lại cùng với chị một lần nữa nhá. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại. Được không nào? Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Đây là nhận định của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ok chưa? Rồi, vậy thì nhận định này với những nội dung chị vừa giới thiệu cho các bạn nhé, các em hoàn toàn có thể sử dụng ở trong phần mở bài để dẫn dắt. Ví dụ như là có một nhà thơ mà có một nhà thơ vẫn từng được mệnh danh là con chim lửa của rừng Trường Sơn huyền thoại, con chim lửa của rừng Trường Sơn huyền thoại, chấm, mở ngoặc kép. Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại, nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạc của người lính thời chống Mỹ. Thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận. Nhận định này hoàn toàn các em có thể tách riêng ra nhá. Em có thể sử dụng một câu thôi cũng được, hoặc là sử dụng cả hai câu, được không? Đó, thì xong rồi các em mở ngoặc ở đấy là nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Đó chính là những vần thơ của tác giả Phạm Tiến Duật. Hiểu không? Đó cũng là một cái cách dẫn dắt để chúng ta bắt đầu đi từ cái hiện thực ở trong thơ của Phạm Tiến Duật và phong cách thơ của ông. Hiểu không? Làm gì có nhà thơ nào khác mà được nhận định như thế này đâu. Làm gì có nhà thơ nào khác mà thơ mà mang hơi thở của thời đại nhưng mà khí phách thì vô cùng hiên ngang, vô cùng ngang tàng và kiêu bạc như thơ của Phạm Tiến Duật đâu. Đúng không nào? Đó, sau đó là chúng ta dẫn đến tác phẩm và dẫn đến vấn đề cần nghị luận. Bên cạnh đó, các em cũng có thể sử dụng xuyên suốt trong cái quá trình chúng mình phân tích. Ví dụ nhá, như vừa rồi chị đã nói đó là khi mà chúng mình phân tích cấu trúc câu là không có kính, ừ thì chúng mình thấy được là cái câu cấu trúc câu đó đem đến cho chúng ta một cái sự nhấn mạnh về cái tinh thần coi thường gian khổ, cái sự trẻ trung, ngang tàng của người lính. Chúng ta bắt gặp nó ở trong ý nghĩa của nhận định này, thì các em cũng có thể khi phân tích xong chúng ta gọi là lồng ghép luôn cái nhận định này vào trong phần phân tích đó. Ví dụ như là không có kính, ừ thì trẻ trung như thế. Đúng không? Trẻ trung như thế, quyết tâm như thế mà cũng vô cùng ngang tàng, vô cùng vui tươi và lạc quan. Đó chỉ có thể là những người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Phạm Tiến Duật đã quan sát họ, đưa họ lên trang thơ với một khí phách ngang tàng và kiêu bạc. Được không? Em có thể sử dụng những cái từ ngữ, những cái từ khóa mà chúng mình tập trung ở trong nhận định này để đưa vào trong quá trình phân tích. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Khi mà chúng mình trích dẫn ý, thì có hai cách trích dẫn. Một là em trích dẫn nguyên văn cái nhận định này. Hai là em chọn lọc một số từ khóa chất lượng, một số từ khóa hay, một số từ khóa đắt ở trong nhận định để chúng ta đưa vào quá trình phân tích. Được không? Nhá. Hãy cố gắng là đừng... Thật ra cái việc mà chúng mình viết là đúng như nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã từng nhận định, cái điều đó không hề sai. Nhưng mà hãy cố gắng đa dạng thêm cái cách mà chúng mình liên hệ mở rộng đi.
đúng không nhá. Hãy cố gắng đa dạng thêm cái cách mà chúng mình liên hệ mở rộng đó. Bên cạnh cái việc là chỉ biết khẳng định là đúng như nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã từng khẳng định, hoặc là giống như trong nhận định của nhà văn Nguyễn Văn Thọ về thơ của Phạm Tiến Duật, vân vân, được không? Ok chưa nhá? Thì chúng mình cũng có thể sử dụng trong quá trình phân tích ở trong thân bài. Rồi trong kết bài thì cái việc mà chúng mình sử dụng nhận định ấy, nó cũng rất là tốt trong cái việc là giúp cho cái kết bài của chúng mình có cái sức lắng động. Chúng ta tổng kết xong về vấn đề nghị luận này, chúng ta đánh giá xong về tài năng của Phạm Tiến Duật, thì chúng ta trích cái nhận định này ra thay cho lời kết của chúng mình đối với bài viết này, thì nó cũng rất là ok, được không? Được không nào? Nhá. Rồi, đó. Chính xác. Hiểu không? Các bạn hiểu không nào? Rồi, đó là nhận định đầu tiên. Tiếp tục nhá, tiếp tục cùng với chị, chúng ta học thêm một nhận định nữa thôi. À, chúng ta học thêm một cái dẫn chứng liên hệ mở rộng nữa thôi. Là đã có thể hoàn thành xong nội dung của buổi đầu tiên này rồi. Chúng ta có... Ôi, trang này nó bị hằn này, bút đậm quá. Chúng ta có phần 2 là đoạn thơ liên hệ. Ok không? Đoạn thơ liên hệ của chúng mình. Bây giờ các bạn hãy cùng với chị học thuộc những câu thơ trong bài thơ Chim Lạc Bay của tác giả Phạm Tiến Duật, cũng của tác giả Phạm Tiến Duật luôn đấy. Đúng không? Nếu mà nhắc đến Phạm Tiến Duật, các em biết đến Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rất là nhiều. À gì nhở? Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Đó là một cái câu thơ mà nó khái quát được đấy, tinh thần của cả một thời đại đấy. Đó là gì ạ? Đó là những người lính mà đi vào chiến trường nhưng mà lạc quan và thấy là đường ra trận mùa này đẹp lắm, được không? Thì một cái câu thơ phổ biến như vậy các em cũng hãy nhớ được nhá. Còn ở đây cố gắng học cùng với chị một cái câu thơ, một cái đoạn thơ như thế này. Khi lên xe ta chưa quen nhau. Khi lên xe ta chưa quen nhau. Được không nào? Tiếp tục này, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Khá là dài nhưng mà những câu thơ rất hay. Cho nên các em cố gắng học thuộc nhá. Gì nữa nhở? Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn. Được không ạ? Rồi, chúng ta đi đường dài. Đây là những câu thơ với thể thơ tự do. Các em ghi lại luôn nhé. Đừng là chỉ mãi xem xong rồi không ghi chép lại. Mấy trăm xe và mấy trăm người. Gì nữa nào? Nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Gì nữa nhở? Những trái tim xếp theo hàng dọc. Rồi, suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Đây là những câu thơ trích trong bài thơ Chim Lạc Bay, cũng của tác giả Phạm Tiến Duật. Ôi mờ à, các bạn có nhìn rõ không? Các em có nhìn rõ không nào? Đúng rồi, chính xác đấy. Chính xác, đó là phát trực tiếp xong thì chị buộc phải xóa đi để đảm bảo công bằng với những bạn dậy sớm cùng với chị chứ, đúng không? Đó. À,
Bạn Nguyễn Văn Quý ở đây cũng chia sẻ với chúng mình một cái dẫn chứng khá là hay, đúng không? Thì các em cũng có thể bổ sung vào cái bộ sưu tập dẫn chứng của mình nhá. Rồi, ở đây, bây giờ này, khi mà đọc những câu thơ này lên, các em thử hình dung xem là có thể dùng để liên hệ mở rộng khi chúng mình phân tích hình ảnh nào. Thứ nhất này, chúng ta thấy là khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta có thể liên hệ mở rộng với câu thơ là gì nhỉ? Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. Để thấy được cái tình đồng chí, đồng đội nó rất là tự nhiên, nó rất tự nhiên nhưng mà lại vô cùng gắn bó giữa những người lính lái xe, đúng không? Ở đây thì là khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Giải thích một chút xíu này, ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài, mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Thì đây là những câu thơ mà cho thấy được rằng là trong cái quá trình chiến đấu và vận chuyển của những đoàn xe như thế thì tựa lưng vào 4-5 tấn đạn. Ở đây 4-5 tấn đạn này vừa là cái quân tư trang phục vụ cho chiến đấu trên những cái đoàn xe vận tải ra chiến trường, nhưng đó cũng vừa là cái hiện thực chiến trường vô cùng tàn khốc. 4-5 tấn đạn, cái hình ảnh mà ám ảnh chúng ta mãi về một cái thời kỳ chiến tranh mà người ta đã phải hy sinh rất nhiều. 4-5 tấn đạn này là vũ khí mà, 4-5 tấn đạn này hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống của con người mà, đúng không? Đó nhá. Rồi chúng ta đi đường dài, mấy trăm xe và mấy trăm người, một cái đoàn vận tải mà đây đúng là trùng ra trận đấy, mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Những hình ảnh rất mạnh mẽ, đúng không? Những hình ảnh so sánh, những cái hình ảnh rất mạnh mẽ đi vào trong thơ của Phạm Tiến Duật, vừa mang cái chất hiện thực, lại vừa mang cái tính lãng mạn, vừa có cái chất sử thi ở trong đấy nữa. Những cái hình ảnh được hình dung và những cái hình ảnh được phóng đại khoa trương lên, đúng không? Rồi ở đây đặc biệt này, những trái tim xếp theo hàng dọc. À đây rồi, lại trái tim này, đúng không? Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Nếu như trái tim ở trong hai câu thơ đó của bài thơ về tiểu đội xe không kính là một trái tim mà vừa là biện pháp hoán dụ, vừa là biện pháp ẩn dụ, thì ở đây trái tim này đặc biệt chính là trái tim hoán dụ, đúng không? Trái tim xếp theo hàng dọc hay tức nghĩa là những đoàn xe, những người lính lái xe xếp theo hàng dọc, một cái đoàn xe mà cứ lần lượt băng ra chiến trường, đúng không nào? Suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu, ok không? Nhá. Rồi thì bây giờ hãy cùng với chị học thuộc những câu thơ này nhá. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 câu thơ. Cố gắng lên. Và chị cũng nhắc lại này, chúng mình hoàn toàn không phải là chỉ được phép trích ra toàn bộ 8 câu thơ này khi sử dụng ở trong bài. Các em cũng có thể sử dụng những câu thơ nào mà có cái hình ảnh mà các em muốn liên hệ mở rộng nhá. Được chưa? Ở đây thì chị muốn tích hợp luôn là trong một đoạn thơ thôi, nhưng mà chúng mình có thể liên hệ mở rộng với rất nhiều những đoạn thơ khác ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nào, bắt đầu luôn. Khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Được chưa? Hai câu thơ đầu rất dễ nhớ đúng không? Khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Thuộc luôn hai câu thơ đầu rồi này. Tiếp tục, chúng ta sẽ có 4 câu tiếp theo. À đâu, chúng ta sẽ có... Ừ đúng rồi, 4 câu thơ tiếp theo. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài, rồi mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Đọc lại này. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài, mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Ok không? Các bạn ok chưa? Rồi, đó. Đấy, chị cũng đã lý giải cho các bạn rồi đấy. Ừ. Ok. Liên hệ một đoạn liên hệ với đoạn 1 và đoạn 2 bài đồng chí được không ạ? Ồ, hoàn toàn được, khi mà em hiểu được nội dung của đoạn thơ này và em thấy nó có sự tương đồng để em mở rộng thêm cho một bài thơ khác của các em cũng được. Đó lại càng tốt hơn khi mà chúng mình học một dẫn chứng mà có thể liên hệ với rất nhiều bài. Nhưng mà các em hãy nhớ rằng nhá, bài thơ đồng chí thì ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cái âm hưởng của nó, cái nhịp điệu của nó cũng rất khác với những bài thơ ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Phạm Tiến Duật. Một bên thì sâu sắc,
đúng không? Một bên thì vô cùng sâu lắng, nhẹ nhàng, thấm thía, một bên thì lại vô cùng trẻ trung, ngang tàng, tếu táo và mạnh mẽ. Đó, thì khi mà các em liên hệ mở rộng cũng hãy chú ý đến về mặt nghệ thuật nhé. Bên cạnh chú ý đến những cái hình ảnh, nội dung thì cũng hãy chú ý đến về mặt nghệ thuật để thấy được rằng là gì nhỉ? Để thấy được rằng là mỗi tác giả có một cái đặc trưng phong cách riêng. Và khi đó là khi mà các em đã hiểu được sâu sắc về cái phong cách đó thì chúng ta mới có thể chỉ ra được cái điểm khác biệt đấy mà. Đúng không? Cố gắng lên nhá. Rồi, chúng ta học thuộc lại này. Lúc lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài. Đúng không? Chúng ta đi đường dài. Tiếp tục này. Mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Ok chưa? Nhá. Ok không? Rồi, có phần này, có mỗi cái phần an này là kết nối với nhau là chúng mình dễ học hơn cả. Còn những phần sau thì hãy cố gắng nhớ được nhá. Đọc lại cùng với chị này. Khi lên xe, ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài. Mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Các em thuộc được chưa? Chị thuộc được rồi đây này. Đọc đi đọc lại cùng với các bạn và chúng ta đọc chậm một chút xíu để vừa đọc vừa hình dung được trong câu thơ đó có những hình ảnh hay và đặc sắc nào. Được không? Nào, một lần nữa đọc lại cùng với chị nhá. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Nào, khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài. Mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Được chưa? Ok không? Rồi, hai câu thơ cuối này. Những trái tim xếp theo hàng dọc, suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Những trái tim xếp theo hàng dọc, suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Ok chưa? Và cuối cùng là nhan đề của bài thơ này chính là chim lạc bay. Đây không phải là toàn bộ bài thơ đâu nhá, vẫn còn những câu thơ khác nữa, cho nên chúng ta chỉ trích thôi, chọn ra những cái câu thơ hay trong bài để chúng ta trích dẫn. Nào, đọc lại cùng với chị nhá. Khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài. Mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Những trái tim xếp theo hàng dọc, suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Các em thuộc được chưa? Các em thuộc được chưa? Nào, các bạn thuộc được chưa? Đọc lại nhá, chị đọc lại nhá. Ở đây chị thấy rất nhiều bạn vừa mới vào này. Chúng ta có một cái dẫn chứng rất là hay và rất là đa năng. Có rất nhiều hình ảnh cùng xuất hiện ở trong đoạn thơ này. Và chúng ta có thể liên hệ được ở trong tác phẩm chính của chúng mình là bài thơ về tiểu đội xe không kính, hoặc là những bài thơ về chiến tranh, về người lính các em nhá. Nào, bắt đầu. Có 8 câu thơ đúng không nhỉ? Như vừa nãy chị đếm đúng không? Chị lại không nhớ mất rồi. Ừ, 8 câu thơ. 8 câu thơ trong bài thơ Chim lạc bay rất hay như sau. Khi lên xe, ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài. Mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Những trái tim xếp theo hàng dọc, suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Ok không? Như bài hát ý chị ạ. Chị cũng không rõ là bài thơ này có được phổ nhạc hay không, nhưng mà Phạm Tiến Duật cũng có rất nhiều những cái bài thơ được phổ nhạc, và trong đó là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Rất nổi tiếng đúng không? Được không nào? Ok chưa? Các bạn thuộc chưa? Nào, bây giờ hãy cùng ghi giúp chị cái thử thách của chúng mình trong ngày đầu tiên này nhá. Thử thách của các em đó chính là phân tích một đoạn thơ bất kỳ ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, viết dưới dạng đoạn văn thôi nhá. Và hoặc là em viết bài văn cũng được, nhưng mà hãy cố gắng là viết chỉ phân tích một đoạn thơ đó thôi, được không? Viết một bài văn hoặc đoạn văn, cái này tùy các bạn nhá. Viết bài văn hoặc đoạn văn phân tích một đoạn thơ bất kỳ và trong bài thơ về tiểu đội xe không kính nhá, chị viết tắt này. Trong đó có sử dụng một trong hai
dẫn chứng đã được học. Được chưa? Nhá. Em hình dung ra không? Ừ. Ok không? Viết bài văn hoặc một đoạn văn, cái này tùy các em. Nó viết như nào? Viết phân tích một đoạn thơ bất kỳ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, trong đó có sử dụng một hoặc hai dẫn chứng, một trong hai dẫn chứng hoặc cả hai dẫn chứng mà chúng ta vừa được học. Được không nào? Ok chưa? Bên cạnh đó các em cũng có thể sử dụng thêm những cái dẫn chứng khác nữa, chứ chị không gò bó các bạn là chỉ được phép dùng những dẫn chứng này, nhưng mà mục đích của chị là muốn các em áp dụng luôn vào trong quá trình chúng mình viết bài, chứ không phải là chúng mình học xong để đấy, đúng không? Nhá. Ok không? Ví dụ như ở đây chị có một số cái đoạn mẫu, một cái đoạn mẫu khi mà chúng mình liên hệ những câu thơ này này. Ừ, đó là khi mà chị phân tích cái đoạn thơ cuối, đặc biệt là hai câu thơ xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Chị phân tích xong hết rồi, và khi mà tập trung vào hình ảnh trái tim nhá. Đây, trái tim này, hình ảnh trái tim đặt để ở cuối bài thơ, sau tất cả mọi thiếu thốn gian lao đã như có sức mạnh thay thế và khỏa lấp cho tất cả những gì không lành lặn ấy. Trái tim là một hình ảnh hoán dụ cho người lính lái xe can trường, dũng cảm. Song, trái tim ấy cũng mang ý nghĩa ẩn dụ, hội tụ vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của người chiến sĩ. Trái tim người lính nồng cháy một lẽ sống cao đẹp, tình yêu nước thiết tha. Trái tim chứa đựng bản lĩnh kiên cường, hiên ngang và bất khuất. Trái tim mang một tinh thần lạc quan, niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tất thắng. Và trái tim cũng là nhãn tự của bài thơ, cô đúc ý tưởng của toàn bài, hội tụ vẻ đẹp tinh thần của người lính để rồi tỏa sáng đến muôn thế hệ mai sau. Hai chấm xuống dòng. Khi lên xe ta chưa quen nhau, lúc xuống xe ta đã thành bè bạn. Ta tựa lưng vào 4-5 tấn đạn, chúng ta đi đường dài, mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc. Những trái tim xếp theo hàng dọc suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Trích bài thơ Chim lạc bay. Có bao giờ hiện thực chiến tranh lại được khắc họa qua câu thơ mang nhịp điệu rộn ràng, tếu táo và hồn nhiên đến thế? Có bao giờ ý chí chiến đấu, xông pha ra chiến trường lại được hiện thực và cụ thể hóa, chân thực đến thế? Phạm Tiến Duật đã tái hiện thành công tất cả những điều ấy, được không nào? Đó, sau rồi chị lại dẫn dắt quay trở lại về với bài thơ về tiểu đội xe không kính. Các em hình dung ra không? Một cái ví dụ như vậy để các bạn hình dung ra nhá, thấy chưa? Có nghĩa là bên cạnh cái việc chị trích dẫn ra rồi thì chị cũng phải có những câu văn để phân tích qua, hoặc là có cái sự kết nối giữa đoạn văn chúng mình đang phân tích và cái dẫn chứng này. Ok chưa nào? Rồi các em ơi, buổi học đầu tiên chị thật sự rất mừng vì có sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn như vậy. Chúng mình sẽ lại gặp lại nhau vào buổi sáng ngày mai nhé, với những kiến thức liên hệ mở rộng của những bài thơ khác nữa, và cố gắng là học tốt về nghị luận văn học, rồi chúng mình sẽ mở rộng thêm cả những nhận định, những cái trích dẫn liên quan đến nghị luận xã hội nữa nhé. Được không? Còn bạn nào mà cảm thấy chiến dịch này bổ ích với các em thì cũng đừng tiếc một nút chia sẻ để giúp chị lan tỏa thêm những kiến thức này đến với các bạn bè của mình nhá. Được không nào? Ừ, cảm ơn các em rất là nhiều. Và bây giờ thì chị xin gửi lời chúc đến các bạn. Chúc em có một ngày mới học tập thật vui tươi, hiệu quả và có thật nhiều những cái điều may mắn, những cái điều hạnh phúc trong ngày hôm nay nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành cùng với chị trong khoảng gần một tiếng vừa rồi. Được không? Rồi, bây giờ thì các em hãy chuẩn bị để chúng mình đi học đi. Chúc các em một tuần mới học tập, làm việc hiệu quả này, có thêm thật nhiều những cái điểm số cao, và chúc em ngày càng học tập tốt trong môn văn này nhá. Ừ, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai nhá. Bye bye!